Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, qua hơn 2 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh và các mục tiêu chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3%, 4 xã và 3 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, 1 huyện thoát khỏi huyện nghèo, 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 2-2,2%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn vướng mắc trong áp dụng các quy định quản lý, tổ chức thực hiện chưa thể giải ngân nhanh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình do chưa có hướng dẫn đầy đủ của trung ương hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất giữa các văn bản do bộ cơ quan trung ương ban hành. Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định thêm, tỉnh luôn quyết tâm trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, để triển khai các chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động nhiều phong trào. Về phía Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành 39 nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị đoàn giám sát đề xuất với Quốc hội và Chính phủ xem xét bố trí vốn cho một số dự án, tiểu dự án theo nhu cầu đăng ký kế hoạch vốn hàng năm của tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động tích cực trong chỉ đạo và thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Trong đó, cần lấy công tác giảm nghèo làm trọng tâm, lồng ghép các chương trình mục tiêu để giảm nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện, đặc biệt có sự thống nhất trong chủ trương, cách làm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của các chương trình mục tiêu quốc gia để đánh giá mức độ hoàn thành nhằm dốc sức thực hiện và đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Thừa Thiên Huế tiếp thu đầy đủ ý kiến của tổ công tác và các thành viên đoàn giám sát, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát. Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tiếp thu và sẽ có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, giúp tỉnh đạt được những mục tiêu đã đề ra.